Khoảng 7 giờ sáng ngày 24 tháng 9 năm 2016, sau khi tan ca trở về nhà, chị Vũ Thị Thành, 33 tuổi, trú tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, bàng hoàng phát hiện cả 4 người trong gia đình đều đã bỏ mạng trong vũng máu. Thảm án kinh hoàng. 4 nạn nhân được phát hiện ở hai khu vực khác nhau. Cháu Phạm Đình Hưng, 9 tuổi, con trai chị Thành, nằm bỏ mạng trên giường trong phòng ngủ tầng 1. Bà Nguyễn Thị Hát, 61 tuổi, mẹ đẻ chị Thành, cùng hai cháu ngoại là Phạm Thu Hà, 8 tuổi, con chị Thành, Vũ Khánh Huyền, 3 tuổi, con chị gái Thành, bỏ mạng dưới nền bếp trong tư thế bà đang giang tay che chở cho hai đứa cháu nhỏ. Trên người cả 4 bà cháu đều có nhiều vết tác động chí mạng, bị đập bằng chày giã cua và con tiện cầu thang bằng gỗ. Trong nhà, đồ đạc có dấu hiệu bị lục lọi. Vụ án mạng kinh hoàng gây chấn động dư luận bởi hiện trường ám ảnh, đau thương và tính chất man dợ của hung thủ. Sau khi nhận báo cáo về vụ án, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ thảm sát, xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Ngay buổi trưa ngày 24 tháng 9, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng, Thứ trưởng Lê Quý Vương làm trưởng đoàn, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự cùng lực lượng điều tra của Bộ đã tới hiện trường vụ trọng án, chỉ đạo công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các biện pháp điều tra. Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, có cơ sở xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bởi ngoài việc hãm hại 4 người, hung thủ còn lục soát lấy đi khoảng 100 triệu đồng tiền mặt và nhiều đồ trang sức. Công an tỉnh Quảng Ninh cũng lập tức triệu tập những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra, đồng thời khẩn trương rà soát tất cả các khu vực, địa điểm mà đối tượng gây án có thể lẩn trốn. Các nhà nghỉ, khách sạn dọc tuyến quốc lộ 18 thuộc địa bàn thành phố Uông Bí được các lực lượng công an địa phương của thành phố, xã, phường vào tận nơi kiểm tra hành chính, đến từng phòng nghỉ để đối chứng danh sách khách đăng ký thuê nghỉ tại đây để phòng ngừa mọi khả năng đối tượng lạ mặt có thể là nghi can trong vụ thảm án. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra lúc này với cơ quan điều tra là có bao nhiêu hung thủ có thể gây ra sự ra đi của cả 4 bà cháu nhanh gọn như vậy. Bởi theo hàng xóm cho biết, cả đêm xảy ra vụ án, không ai nghe thấy tiếng rên la kêu cứu hay âm thanh lạ nào phát ra từ nhà chị Thanh. Nhà chị Thanh có nuôi 3 con chó, nhưng đêm xảy ra thảm án cũng không có động tĩnh gì dù đàn chó nhà chị vẫn còn sống. Được biết, ông bà Nguyễn Thị Hát ở gần nhà chị Thanh, do con rể mới bỏ mạng, con gái lại hay phải làm ca đêm ở cây xăng nên bà Hát thường xuyên vào ở với chị Thanh để chăm sóc các cháu. Gia đình chị Thanh sống chan hòa với hàng xóm, không có mâu thuẫn hay hiềm khích với ai. Bà Hát cũng là người hiền lành. Ngôi nhà của chị Thanh nằm ở cuối khu dân cư, ít người qua lại. Theo nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, để cùng lúc hãm hại cả 4 người trong một gia đình ở nhiều địa điểm khác nhau trong căn nhà 2 tầng rộng rãi, sẽ phải có tới 2 đến 3 đối tượng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện rất nhiều dấu vân tay chân, dấu giày nghi là của kẻ thù ác. Đại tá Đỗ Lập Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an kể lại, sau 9 giờ đồng hồ liên tục, không ăn không nghỉ, khám nghiệm 4 nạn nhân để xác định nguyên nhân bỏ mạng, cơ chế hình thành thương tích cũng như thời gian bỏ mạng. Khi Thượng tướng Lê Quý Vương hỏi, có bao nhiêu đối tượng gây án, lực lượng pháp y đã đủ căn cứ xác định khả năng chỉ có 1 hung thủ gây án. Bởi kết quả giám định pháp y cho thấy, trong 4 nạn nhân, có bà Hát và cháu Huyền bỏ mạng lúc 4 đến 5 giờ sáng, còn anh em cháu Hưng thì bỏ mạng trước đó lúc 11 đến 12 giờ đêm. Người nhà nạn nhân cho biết, do cháu Hà còn nhỏ, mẹ đi làm ăn xa nên cháu thường ngủ với bà ngoại trên tầng 2, còn anh em Hưng, Huyền thì ngủ trong phòng tầng 1. Truy lùng hung thủ. Kết quả khám nghiệm nạn nhân cũng xác định cả 4 bà cháu đều trong tình trạng đa chấn thương do rất nhiều tác động bởi nhiều vật tày, vật sắc bị đâm chém đến bỏ mạng. Riêng cháu Hà lại có nguyên nhân bỏ mạng khác là ngoài bị đa chấn thương, cháu còn bị xiết bằng dây. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện hung thủ dùng chính các đồ vật sẵn có trong nhà nạn nhân làm hung khí rồi vứt ngay xung quanh các nạn nhân. Theo đó, sợi dây được hung thủ tháo từ dây phơi quần áo trong bếp, chày giã cua và con tiện cầu thang cũng có sẵn trong nhà. Riêng hung khí là vật sắc nhọn thì lại không có con dao nào trong bếp phù hợp với các vết tác động trên cơ thể các nạn nhân, chứng tỏ đối tượng mang từ nơi khác đến. Từ kết quả khám nghiệm và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ khác, cơ quan điều tra đã đưa ra những nhận định đánh giá được đặc điểm nhận dạng, thời gian, lộ trình của hung thủ gây án và có căn cứ tập trung điều tra theo hướng hung thủ chính là người quen ở gần nhà các nạn nhân.
Do là người quen, thường xuyên đến nhà nạn nhân, nên đàn chó nhà chị Thành mới không sủa khi phát hiện các hành vi lạ của kẻ thù ác. Kết quả xác định, đối tượng Doãn Trung Dũng, sinh năm 1971, trú tại phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, kẻ có hai tiền án về tội cướp tài sản và mua bán trái phép chất cấm, không có công ăn việc làm, nghiện ngập, chính là nghi phạm gây ra vụ thảm án. Dũng cũng là cháu rể của bà Hát. Khi khám xét nhà Dũng, cơ quan điều tra đã thu giữ được một con dao được dắt trên mái nhà, vẫn còn vết máu nâu đỏ. Kết quả giám định xác định là máu của các nạn nhân. Nguồn tin trinh sát cho biết, thời điểm thảm án được phát hiện, Dũng vẫn ở nhà chơi bài ăn tiền, nhưng khi hay tin công an đang có mặt ở gần nhà thì vội nhảy tường bỏ trốn. Để truy bắt bằng được đối tượng, Bộ Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an Hải Phòng và các tỉnh lân cận đã huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ lùng sục khắp khu vực rừng ngập nước nơi có thông tin đối tượng lẩn trốn, lập nhiều chốt kiểm soát tại các ngã đường từ Uông Bí tới thành phố Hải Phòng. Đến tối 26 tháng 9, các trinh sát phát hiện Dũng ở trong nhà một người ở xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên. Tuy nhiên, trong nhà lúc này có cả người già và trẻ nhỏ. Nếu bắt Dũng khi đó thì rất có thể đối tượng sẽ khống chế họ làm con tin. Phương án điều Dũng ra khỏi nhà được các trinh sát thực hiện. Khoảng 20 giờ 30 phút sau khi điều được Dũng ra một quán cà phê gần cây xăng thuộc địa bàn thôn 5, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, lực lượng phá án mới tiến hành khống chế và bắt giữ Dũng. Lúc bị bắt, trong người Dũng vẫn còn thủ một con dao nhọn. Chứng kiến quá trình bắt giữ kẻ sát nhân máu lạnh, chị N.A., chủ quán cà phê nơi nghi phạm bị bắt giữ cho hay, khi bị bắt giữ, Dũng tỏ ra khá bình thản. Theo chị N.A., tối 26 tháng 9, lúc đó quán cà phê của chị khá vắng khách. Chỉ có chị cùng hai nhân viên và một số người bạn ở quán. Đến khoảng hơn 20 giờ thì có một nam giới trung niên mặc áo sơ mi trắng, mang theo một túi xách nhỏ. Sau này chị mới biết đó là nghi phạm vụ thảm sát, đi taxi tới, bước vào quán. Người này ngồi ngay trên chiếc bàn gần cửa quán, cùng với hai người đàn ông khác, hướng mặt quay vào quầy pha chế, lưng quay ra đường. Vừa ngồi vào ghế, người đàn ông kéo những dây hoa giả trang trí ở cửa quán che lại. Một nhân viên quán thấy tối định bật đèn thì người đàn ông ngăn lại. Người đàn ông trung niên mặc áo trắng gọi một ly cà phê, nhưng lúc đó người pha chế trong quán đã ra về nên chị N.A. mang ra cho vị khách một ly trà đá. Lát sau, có một thanh niên bước vào quán, trong đó một nhóm ba người ngồi gần bàn người đàn ông trung niên mặc áo trắng và ăn ngữ ngay cửa quán. Một nhóm sáu người khác ngồi chặn ngay cửa còn lại của quán cà phê. Chị N.A. lúc đó không biết là các trinh sát hình sự đang truy bắt nghi phạm sát nhân máu lạnh. Lát sau, nhìn qua cửa kính từ phía trong quán, chị N.A. thấy những thanh niên ngồi gần người đàn ông trung niên áo trắng, bất ngờ bật dậy, lao tới khống chế người đàn ông trung niên áo trắng và những người ngồi cùng bàn. Chị N.A. sau đó mới biết các trinh sát hình sự vừa bắt giữ nghi phạm gây ra vụ thảm án, hãm hại dã man bốn bà cháu ở thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Theo nữ chủ quán cà phê, khi bị bắt giữ, người trung niên áo trắng tỏ ra khá bình tĩnh khi bị khống chế, bắt giữ. Thậm chí, người này còn hỏi những người bắt giữ, sao các anh biết tôi ở đây? Tại cơ quan công an, kẻ sát nhân khai nhận vì có nhiều người ghét, đe dọa nên khoảng một tháng trước ngày gây án, hắn luôn cầm dao nhọn trong người. Con dao này được cắt từ một con dao phay ở nhà. Hắn cũng khai nhận bắt đầu dùng chất cấm vào năm 2015 và thường xuyên hơn vào năm 2016 do chán nản việc làm ăn thua lỗ. Trước ngày gây ra vụ thảm án, Dũng đã sử dụng chất cấm suốt 6 đêm liền nên bị ảo giác. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 23 tháng 9, Dũng mang theo dao đến nhà chị Thành, gặp bà Hát hỏi vay tiền. Chị Thanh đi làm ca đêm nên ở nhà chỉ có bà Hát cùng ba cháu nhỏ. Dũng khai, hôm đó trời mưa nên dì Hát mời vào nhà ăn cơm và ngủ lại qua đêm. Trong lúc ăn cơm, tôi có gọi cháu Hưng là thằng chó. Cháu Hưng nói lại, thế bác cũng là chó nên rất bực mình. Dũng kể lại và cho biết đó là nguồn cơn để ra tay hãm hại bà Hát và ba đứa trẻ vô tội. Sau khi gây án, Dũng đã tháo đôi bông tai, nhẫn vàng của bà Hát rồi ra về, tắm, thay quần áo có dính máu và chờ vợ đi làm. Chiều cùng ngày, Dũng mang đôi bông tai, nhẫn vàng cướp được đi bán lấy tiền mua chất cấm. Sau đó về nhà đánh bạc. Đang đánh bạc, phát hiện có công an đến nhà, Dũng bỏ trốn ra bờ sông rồi bơi về huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Dũng cũng khai, ngày 26 tháng 9 đã đi mua 5 vỉ thuốc ngủ để tự kết liễu bản thân, nhưng do là thảo dược không ăn thua nên đã nhờ một người anh họ mua 3 vỉ G10. Người này nhận lời mua hộ và hẹn Dũng ra quán cà phê ở chân cầu Bính, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Khi Dũng trên đường ra thì bị công an phát hiện bắt giữ. Tối 26 tháng 9, tại trụ sở công an huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, ngay khi áp giải đối tượng về trụ sở an toàn, Thượng tá Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, trong những ngày qua, với nhiều cố gắng, quyết tâm của các lực lượng thuộc Bộ Công an Quảng Ninh, Hải Phòng,
đến giờ phút này, vụ án đã được phá. Chúng ta đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, khám phá vụ án trong thời gian ngắn nhất. Theo một người dân sống gần nhà Dũng, thì Dũng là người quê gốc Hải Phòng, lấy vợ về sống trong khu khoảng 10 năm nay. Hiện Dũng cùng vợ và hai con trai sống trong một ngôi nhà nhỏ gần cuối ngõ. Cả ngõ chẳng ai ưa Dũng vì tính côn đồ, hung hãn. Chỉ cần một mâu thuẫn nhỏ, Dũng cũng sẵn sàng vác dao hỏi thăm. Vì vậy chả ai dám dây vào. Gần đây, Dũng còn hay tổ chức đánh bạc tại nhà và làm lô đề. Thậm chí có lần một người cùng xóm có ý kiến về việc Dũng đưa nhiều người vào nhà gây ồn ào. Ngay lập tức, Dũng mang dao dọa chém luôn, người dân này nói. Ngày 16 tháng 12 năm 2016, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án 4 bà cháu bị hãm hại gây rúng động dư luận tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh đêm 23 tháng 9. Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây mất trật tự xã hội, chủ tọa phiên tòa sơ thẩm tuyên bị cáo Doãn Trung Dũng án tử hình về tội giết người cướp của. Khi nghe tòa tuyên án tử hình, bị cáo Dũng tỏ ra bình thản. Bên cạnh hình phạt tử hình, tòa còn tuyên buộc bị cáo Dũng và gia đình phải bồi thường tổn thất tinh thần, chi phí mai táng cho gia đình bị hại, tổng số tiền 220 triệu đồng, trong đó 120 triệu đồng là mức phí hỗ trợ tổ chức đám tang, còn 100 triệu là mức phí bồi thường thiệt hại tinh thần, đồng thời buộc bị cáo trả lại những thứ đã cướp cho người nhà nạn nhân. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.